Xin chào tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì Thắng đang ở Bắc Mê và các bạn đã nghe cái câu chuyện một người mà có hai bộ phận sinh dục chưa? Đấy. Hiện giờ thì Thắng đang ở khu đó ngay gần nhà anh đấy đây rồi. Nhưng cũng chỉ là nghe thấy đồn vậy thôi chứ còn chưa gặp trực tiếp bao giờ. Cháu ơi, nhà chú Thao ở chỗ nào nhỉ? Trong này chú có nhà không? À có à. Thế là Thắng sẽ đi vào nhà anh Thao đấy, có được giới thiệu của một người và đây chính là đường vào nhà anh Thao ở phía một cái chân núi. Thắng sẽ đi vào và nói chuyện. Thực ra cái chuyện nó rất là tế nhị đấy, về cái câu chuyện này cũng không phải ai cũng chia sẻ được đó, tại vì và nó cũng là một cái chuyện lạ, không biết là đâu thực hư nó như nào. Cũng đã có người quay video rồi đó và Thắng thì cũng là chỉ là tò mò thôi, chắc cũng có lẽ là rất nhiều khán giả trên kênh Thắng cũng đang tò mò về những cái chuyện như thế này đó. Thì Thắng sẽ vào và Thắng hỏi thử xem có đúng là cái câu chuyện nó như vậy không, và thấy nói rằng là anh này cũng lấy được vợ đó, thì thực hư như nào thì Thắng sẽ vào tận nơi để xem là anh Thao của anh như nào nhé. Anh Thao ơi, anh Thao, cúc cu tắc tẻ không thấy ai. Cho mình hỏi nhà, có phải nhà anh Thao ạ? Phải nhà anh Thao ạ? Anh Thao À, nào? Đi lấy cỏ cho bò. đi lấy cỏ cho bò rồi à? Gần Chị đây. là vợ anh Thao à? À, bao giờ anh ấy về? Thử gọi điện cho anh ấy xem nào. Anh có về được không? Bảo có người đến thăm sức khỏe anh ấy. Mà đây là nhà anh Thao và Thắng đã đến nhà đây rồi. Thì hiện giờ thì anh ấy đang không có nhà, đi cắt cỏ bò. Thì Thắng đã bảo vợ anh ấy đi gọi về. Đấy. Thì tranh thủ một lúc chút là đây là ngôi nhà của hai vợ chồng đó. Còn cái chuyện là thực hư thì tí nữa. Cái chuyện này nó rất là tế nhị và đặt cái vấn đề nó rất là khó. Thế nên rằng là tí nữa sẽ phải hỏi từ từ thì mới biết được cái câu chuyện của người ta. Tại vì rất ít người có thể người ta chia sẻ những cái câu chuyện như thế này. Đó. Còn đây là ngôi nhà của anh ấy hình như là cũng mới được làm. Đó. Đó, đây. Rất là ngăn nắp và sạch sẽ, nếu mà so với người Mông là rất là ngăn nắp. Đây là có ảnh hai vợ chồng. Đấy, ghép nhé các bạn nhé. Rồi. Đó. Anh Giàng A Thao và chị Lý Thị Luyến à, Luyến. Đó. À, vợ này. Rất xinh, thì chị vợ ngay thì các bác đã gặp rồi. À. Có thể anh này cũng biết cả đường quyền. Đây là cái côn, múa côn đấy, có võ đấy. À đây, đây là hai vợ chồng anh Thao đang về đấy. Chắc là nhà cũng có nhiều trâu bò. À còn trẻ thôi. Chào em nhá. À, em tên là Thao à? Không ạ, À em là em trai nó. À, em trai Thao à? Thao đâu rồi? Tao đi lấy rau, lấy cỏ cho bò. Ê, sắp về chưa? Chưa. Đi lấy ở tận đâu nhỉ? Trên đỉnh kia. Trên đỉnh nào? Trên kia. Kia, trên núi kia. Đấy. À, em là em trai à? Vâng ạ. Em năm bao tuổi rồi? Em 16. 16 tuổi à? Vâng. Thế không có cách nào mà liên hệ được với anh ấy à? Không, anh ấy không có số điện thoại, không có máy. Không có số điện thoại và không có máy. Đấy. Khoảng bao lâu nữa thì anh ấy về? Chắc tầm 5 giờ, 6 giờ mới về. 5 giờ, 6 giờ mới về à? Vâng. À, bây giờ 5 giờ có lẽ là sắp về rồi phải không? Không biết. À, thế thì vào cũng nói chuyện với vợ cũng được. Hỏi nói chuyện với cả vợ. Đâu, em vào trong này. Thế vợ Thao tên là gì nhỉ? Luyến à? Liên. Luyên à? Vâng. À, bên bên kia, ngồi bên kia.
Thì anh cũng nghe cái câu chuyện đấy thì chắc là cũng có cũng có nhiều người ở làng thì cũng biết rồi đúng không? Thì cái câu chuyện hôm nay thì anh đến thì trước hết là anh biết có đi phẫu thuật rồi phải không? Thì anh không có gì thì anh gửi 500 cho Luyến, tí nữa về thì đưa cho anh Thao, thế anh Thao vào đi cắt cỏ đúng không? Thế anh hỏi chút là thế tình hình bệnh tật của anh ấy là đi như thế nào rồi? Đi phẫu thuật ở những đâu rồi? Vợ. Sao? Đi đến Hà Nội rồi, xong lại quay về. À. Đi xuống được mấy lần rồi, phẫu thuật ở dưới đó mấy lần rồi? Một lần thôi à? Thế là hỏi xem bao giờ lại đi tiếp. Không đi nữa à? À, thế bình thường thì hai vợ chồng vẫn có quan hệ với nhau chứ? Có. Đó, hỏi vợ nó. Có gì? À, vẫn quan hệ bình thường. À, vẫn cương cứng. À, thế trước là hai vợ chồng là lúc trước khi yêu ấy thì có biết là anh ấy bị như thế không? Biết à? Biết là có cả của nam và của nữ. À, thế à? Thế khi mà mình đến với nhau này là trước khi đến với nhau là cũng có quan hệ rồi, biết rồi. À, thế xong là về là bây giờ lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Không biết là bao nhiêu năm á? À, thế là ngày trước là ở một cái ngôi nhà khác cơ mà phải không? Mới mới làm lại à? Trước kia ở cùng bố mẹ dưới kia. À, trước kia là ở ở dưới kia. Thế là cái nhà này làm thì có phải ai giúp đỡ không? Không ai giúp đỡ, tự hai vợ chồng làm được. Có bây giờ có mấy con trâu? Con bò dưới kia. À, thế là cũng có đang rất mong muốn là có con phải không? À, thế thì anh Thao thì bị như thế thì đến bây giờ thì đi phẫu thuật về nó có bình thường không? Sức khỏe có bình thường không? Hỏi vợ nó. Vẫn bình thường gì? Vẫn quan hệ bình thường. À, thế bình thường thì cái hỏi chút là tại vì là nó có hai cái bộ phận đó thì cái bộ phận chính thì của nam thì vẫn là đi giải bình thường bằng đấy, còn cái kia nó chỉ là có ở đấy thôi phải không? Chứ không đi giải đi tiểu qua đường đó. Có. Không, có nghĩa nó chỉ có hình ở đấy thôi. À, thế là vợ của anh Thao nói rằng là cái bộ phận của anh Thao ấy thì là có cả của nam và của nữ, thì cái bộ phận nữ này nó chỉ là phụ ở đấy thôi đúng không? Chứ còn bây giờ đi phẫu thuật là phẫu thuật về phẫu thuật cái nạn của nam à hay là phẫu thuật cái nữ? Hả? Của nam gì? Mổ cái đấy ra. À, thế là của anh Thao là đang phải phẫu thuật và được một năm rồi chưa đi xuống đó nữa đúng không? Bây giờ là không đi nữa. Không đi. Thế ngoài bây giờ về có uống thuốc gì nữa không? Không uống thuốc gì. À, thế hỏi chút nhá, cái này nó hơi tế nhị. Thì cái của nam và của nữ đấy nó ở gần nhau hay là nó cách xa nhau như này? Cách xa phải không? À, có nghĩa là ở trên và ở dưới là có như vậy. À, của nữ ở dưới đó là vẫn có mọc lông mao bình thường. À, đấy, thế là nó vẫn bình thường đấy. Thực ra thì nếu có anh Thao ở nhà thì có thể Thắng dám quay hỏi anh ấy và xem cái bộ phận nó như thế nào. Đấy, thực sự là Thắng cũng rất là tò mò câu chuyện. Cái chuyện này nó không phải là lố bịch nhưng mà ở trên thế giới thì rất ít nhá, rất ít người có cái trường hợp là có cả của nam và của nữ đấy, rất là hiếm đấy. Nhưng mà cái về cái này tất nhiên là nó về vấn đề tế nhị gia đình của gia đình anh Thao. Chắc chắn thì là em Luyến này thì cũng là mong muốn là có con để cho nó gia đình nào cũng vậy, ai cũng có mong muốn là cái cuộc sống là người ta nói là
Lộc là tiền, Thọ là tuổi, đấy. Còn Phúc là con cái. Đấy, thì vợ chồng anh Thao này thì đang rất muốn là có con rồi. Đấy, là cũng đã phải đi tìm. Thế phẫu thuật đó là có ai đi giúp giúp tiền đi không? Không có. Tự đi xuống đấy. Đấy đi là xuống là bệnh viện gì? À, đi đúng Hà Giang thôi à? Hay Hà Nội? Hà Nội là bệnh viện gì? Việt Đức à? À, thế là đi xuống bệnh viện Việt Đức là khám rồi. Là vợ chồng anh ấy đã đưa đi xuống đấy. Ở đấy, thế họ đã mổ xẻ gì vào, về vào đấy chưa? Phẫu thuật gì chưa? À, mổ ra rồi và họ khâu lại. À, hết bao nhiêu tiền? Có mất nhiều tiền không? À, có nghĩa là họ miễn phí, mình là người nghèo đúng không? Hộ 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 nghèo đúng không? Thế là thế từ đó họ phẫu thuật xong họ có nói rằng là khi mình về liệu có con được không? Hay là họ nói là mình sẽ không bao giờ có con? Không biết à? Cũng họ cũng không chắc chắn là khi phẫu thuật xong là có con được, phải không? À, thế là rất là buồn cho gia đình nhà anh Thao là cũng đi rồi. Thế nhưng mà anh Thao là nói tiếng phổ thông bình thường như em chứ? À, thế còn vợ của anh Thao này là có nghe được tiếng phổ thông nhưng không nói được ra. À, thế ngày trước là em học đến lớp mấy? Luyến đấy. Không đi học à? À, thế là còn Thao là đi học à? À, thế yêu nhau từ năm bao nhiêu tuổi? Không nhớ à? À, thế năm nay là lấy nhau được 6 năm rồi nhỉ? Cũng không nhớ phải không? 6 hay 7 năm là cũng không nhớ phải không? Chầu 6 năm chầu sủng, ok, đúng rồi. À, 6 năm thế mà lúc trước khi yêu anh Thao là thì em Luyến này cũng đã biết rằng là mình yêu một người là có đến hai bộ phận sinh dục, có cả của nam và của nữ đấy. Thế lúc bé là ở nhà mấy em là em có biết không? Không à, anh giấu à? Hả? Lúc trẻ con ấy chưa biết gì à? Thế là một cái câu chuyện nó có thể là các bạn nghe thấy nó sẽ là phản cảm. Thắng nói chuyện ở đây có thể các bạn có phản cảm, nhưng mà tất nhiên ai đến đây hay là ai xem video cũng tò mò như Thắng là muốn hỏi biết về cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện nó rất là riêng của gia đình, nhưng mà vợ của anh Thao thì không ngại ngần gì chia sẻ những cái đó. Thì tại vì cũng Thắng đã xem qua một video của một người đã nói về cái câu chuyện này rồi. Thì cuộc sống của gia đình nhà anh Thao thì Thắng đến đây thì hiện giờ thì nhà anh cũng có hai con bò nhỉ? Hai hai ó tù hai con. Hai con bò, một con nhỏ, một con to. Và trong nhà thì rất là sạch sẽ, nền nhà đất gọn gàng đây. Đó. Anh em ngồi và rất là sạch. Nhà rất là sạch. Thắng phải nói rằng là có giữ gìn vệ sinh rất là tốt. Ngay từ đầu lúc Thắng vào, Thắng biết rằng là hai vợ chồng này rất là chăm chỉ. Đấy. Thế nhà có nhiều ruộng không? À, ăn bo cừ hay là gạo? Ngô à? Ăn ngô à? Mén mén à? À, thế là hoàn toàn là ăn mén mén hết. À, thế là ở đây là không có ruộng phải không? Hả? À, có nhưng mà ít. À, thế nhà bố mẹ của em có sao không? Hả? À, thế à? Ngay dưới này thôi. Có mấy anh em? Sáu anh em à? À, rồi rồi, anh cảm ơn. Rồi, thế là hôm nay anh đến chơi nhà thôi. Có thể có khi nào có thời gian anh sẽ lại quay lại chơi nhá. À, thế là rất mong rằng là em là sẽ sau này có những cái tương lai tốt đẹp và gia đình sẽ có được có những đứa con. Đấy. Mong cho rằng là cái cuộc sống của em sẽ mãi mãi hạnh phúc. À, gia đình
làm ăn phát đạt nhá, chăm chỉ làm ăn. Anh cũng đến cũng không có nhiều, anh gửi, anh biết là cũng không lẽ là anh không biết là đi phải đi phẫu thuật. Đấy, anh chỉ nghe trước xem có video là thấy người ta nói rằng có như vậy thì anh vào thôi, nhưng đến đầu đường ở trên kia anh hỏi thăm đường vào nhà anh Thao thì họ nói rằng là anh Thao phải đi phẫu thuật đúng không? Giữa Hà Nội thì anh gửi 500 nghìn cho anh Thao nhá, mấy cả em gái em Luyến nhờ. Thôi là anh xin phép đi về nhá, về bảo anh Thao thế nhá. Khi nào anh lên thì tí nữa anh xin số điện thoại nhá. Đây là tiền cầm về cất cho anh Thao nhá. Luyến, thế là ngày ngày trước là nhà Luyến cách đây xa không? Hạ Sơn cách đây bao nhiêu cây? Khoảng Hạ Sơn ở ngay thị trấn đấy. chục cây à? Rất là người vợ rất là chịu khó sạch sẽ. Đấy. Thôi anh xin phép nhá. Chào nhá. Chào chị À, mù chê á. Thế là nghe qua câu chuyện thì chắc các bác cũng đã biết được cái phần nào về gia đình anh Thao rồi, nhưng mà tiếc rằng là anh Thao không ở nhà. Đấy, nếu có ở nhà thì Thắng cũng thừa liều hỏi những cái câu chuyện đó về anh Thao. Anh Thao thì vẫn có thể là cương cứng bình thường và có thể làm việc như người đàn ông bình thường nhá. Đấy. Ấy đào ơi. Đào nhà anh Thao nhiều thế. Đấy. Đó. Đâu rồi? Anh ấy bảo đi ra đi, mấy anh em về nhanh anh kịp. À hỏi đường, bây giờ phải hỏi đường. Đường quay ngược ra mình đi sẽ đi tiếp đường. À, bây giờ Thắng sẽ xin phép là kết thúc cái video ở đây. Nếu cái gì nó hơi quá thì các bác cũng thông cảm cho Thắng nhé. Cũng chỉ vì là Thắng có được giới thiệu và muốn qua đây hỏi cái sự tò mò một chút thôi. Đó, xin các bác thông cảm cho Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại.